năm dò cho thấy đảng cực hữu National Rally tập đoàn quốc gia RN của bà Marine Le Pen đã giành được chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp hôm 30 tháng 6. Tuy nhiên, theo Reuters, kết quả bầu cử cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những ngày tới. Các cuộc thăm dò của IPSRS, Adflop, Opian Way và Elet cho thấy RN được cho là đã giành được khoảng 34% số phiếu bầu. Đây được xem là một thất bại lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron sau khi ông kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng. Bà Le Pen nói về đám đông cổ vũ tại khu vực bầu cử Khenin-Biamon, miền Bắc nước Pháp. Người Pháp đã sẵn sàng sang trang. Trước đây, các đảng Trung Hữu và Trung Tả đã hợp tác để ngăn RN nắm quyền, nhưng hiện vấp phải sự khó khăn hơn bao giờ hết. Tỷ lệ phiếu bầu của RN cao hơn các đối thủ cánh tả và Trung Dung, bao gồm cả Liên minh Together cùng nhau của ông Macron. Liên minh này được cho là đã giành được 20,5% đến 23% số phiếu bầu. Trong khi đó, Liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới NFP được dự đoán sẽ giành được khoảng 29% số phiếu bầu. RN đạt được kết quả khả quan trong bối cảnh cử tri không hài lòng với ông Macron, chi phí sinh hoạt cao và mới lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư. Nếu không có ứng cử viên nào đạt 50% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên, hai ứng cử viên hàng đầu sẽ tự động đủ điều kiện vào vòng 2, cũng như tất cả những người nhận được sự ủng hộ từ 12,5% số cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. Ở vòng 2, ai giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng khu vực bầu cử. Reuters cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hôm 30 tháng 6 đạt mức cao. Giám đốc nghiên cứu IPSOS Frank Matthew Calat cho hay, vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 6 giờ GMT, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là gần 60% so với 39,42% cách đây 2 năm. Trong khi đó, ông Macron đã kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ. Các nhà lãnh đạo chính trị thuộc phe trung tả và cực tả đều yêu cầu các ứng cử viên đứng thứ ba của họ bỏ cuộc. Jordan Bandela, chủ tịch của RN, 28 tuổi, cho biết ông sẵn sàng trở thành thủ tướng nếu đảng của ông giành được đa số phiếu bầu. Tại quảng trường Republic Square ở Paris, và nhìn người biểu tình chống RN đã tập trung và bày tỏ ý kiến. Nazia Khandi, một giáo viên 33 tuổi, nói rằng cô cảm thấy buồn bã và sợ hãi trước kết quả tốt của RN. Sau màn thể hiện tệ hại của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump tối 27 tháng 6, một số thành viên Đảng Dân Chủ đã công khai đặt câu hỏi có nên thay thế người đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử cuối năm nay hay không. Một bước ngoặt chính trị đầy rủi ro như vậy là điều hiếm có trong lịch sử bầu cử hiện đại của Mỹ. Tổng thống Biden khẳng định ông không có kế hoạch kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Đảng Dân Chủ sẽ gần như không thể thay thế ông trừ khi ông tự quyết định rút lui. Ông Biden đã chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ và khoảng 3.900 đại biểu của đảng sẽ tham dự đại hội ở Chicago vào tháng 8 này đều trông vào ông. Để chỉ định một ứng cử viên chính thức, các đại biểu từ 50 bang tham dự hội nghị sẽ trao quyền cho một ứng cử viên dựa trên kết quả vòng bỏ phiếu sơ bộ. Nếu ông Biden dừng lại, các đại biểu sẽ phải tìm người thay thế, lịch sử Mỹ từng xảy ra chuyện như vậy. Ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Lyndon Johnson đưa ra tuyên bố gây sốc rằng ông sẽ không tái tranh cử. Tuyên bố đã biến đại hội năm đó ở Chicago thành một cuộc khủng hoảng chính trị với những phong trào biểu tình trên đường phố và các đại biểu cánh tả tức giận trước lập trường ủng hộ chiến tranh của ứng cử viên đảng chọn Hubert Humphrey. Sau hỗn loạn đó, quy định mới được đưa ra. Nếu một ứng cử viên từ bỏ sau khi được đề cử chính thức, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ hoặc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa sẽ đề cử ứng cử viên mới sau khi tổ chức phiên họp bất thường. Những ứng viên tiềm năng phó tổng thống kamala harris gần như chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách nhưng bà gặp phải những bất lợi trong công việc và số phiếu bầu kém hiến pháp mỹ quy định phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống nếu tổng thống qua đời hoặc mất năng lực nhưng quy định này không ảnh hưởng đến quy trình của đảng trong việc lựa chọn người được đề cử ngoài phó tổng thống, một số người khác đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành tổng thống trong tương lai, bao gồm thống đốc California Gavin Newsom, thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, thống đốc Pennsylvania Joe Sapiro, thống đốc Illinois JB B. và bộ trưởng giao thông vận tải PT Buttigieg các ứng cử viên sẽ phải có chữ ký của 600 cử tri đoàn để được đề cử. Dự kiến trong năm 2024 sẽ có khoảng 4.672 đại biểu, trong đó có 3.933 đại biểu cam kết và 739 đại biểu tự động hoặc siêu đại biểu. Có thể sẽ có bài phát biểu đề cử và phát biểu tán thành. Nhiều ứng cử viên có thể được đề cử trước khi danh sách được thu gọn. Nếu không ai được đa số đại biểu ủng hộ thì sẽ diễn ra hội nghị thương lượng với lãnh đạo đảng để tìm ra người được đề cử. Có thể phải mất vài vòng bỏ phiếu để tìm ra người được đề cử. Đại hội như vậy diễn ra gần đây nhất vào năm 1952. Trang Được đưa tin, khi cuộc tranh luận giữa ông Trump và Tổng thống Mỹ Biden kết thúc, đệ nhất phương nhân Mỹ Jill Biden bước ra và ôm hôn chồng. Trong khi đó, vợ ông Trump là bà Melania lại không xuất hiện. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump sau đó đã giữ im lặng khi được giới truyền thông đặt câu hỏi vì sao bà Melania không có mặt tại cuộc tranh luận lần này. Bà Melania từng xuất hiện trong buổi công bố chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2022, nhưng cựu đệ nhất phương nhân Mỹ chưa từng tham gia cùng ông Trump tại bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào thời gian gần đây, cả khi ông Trump giành được thắng lợi trước những ứng cử viên đảng Cộng hòa khác trong sự kiện siêu thứ ba. Ngay cả trong thời gian phiên tòa xét xử cựu tổng thống bị diễn ra ở thành phố New York, bà Melania cũng không xuất hiện. Trước đó, bà Melania đã tham gia gần như tất cả cuộc tranh luận trong chu kỳ bầu cử năm 2016 và 2020. Theo tiến sĩ Lindsay Chavinsky, nhà sử học chuyên nghiên cứu về Tổng thống, từng viết bài cho các tờ báo lớn về các thành viên gia đình ứng viên Tổng thống tham dự các cuộc tranh luận đã bắt đầu từ năm 1976 và nếu vợ của một ứng viên không tham dự là phá vỡ truyền thống đó. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28 tháng 6 đã trả lời giới truyền thông sau khi cuộc tranh luận với ông Trump kết thúc. Ông Biden nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm rất tốt. Khi đặt hỏi cảm nghĩ về lời kêu gọi rời bỏ cuộc đua Tổng thống tới từ một số thành viên Đảng Dân Chủ, cũng như liệu ông có lo lắng về biểu hiện của bản thân trong cuộc tranh luận, Tổng thống Biden nói rằng ông không lo lắng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu, theo báo The Hill, còn rất nhiều người hỏi về tu chính án 25 kích hoạt tu chính án 25 ngay bây giờ vì đây là một tình huống đang báo động các đối thủ của chúng ta đều nhìn thấy điểm yếu trong nhà trắng này giống như tất cả chúng ta tôi không thấy vui khi nói như thế tôi nghĩ đây là một tình huống rất nguy hiểm ông johnson nhấn mạnh tôi sẽ yêu cầu các thành viên nội các xem xét lại cảm xúc của họ Ông Johnson nói tiếp, đề cập đến các báo cáo rằng đảng Dân Chủ đang hoảng loạn sau màn tranh luận của Tổng thống Biden với cựu Tổng thống Donald Trump vào tối 27 tháng 6. Tôi cũng sẽ khoảng sợ nếu hôm nay tôi là đảng viên đảng Dân Chủ, tôi nghĩ họ biết mình đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tối ngày 27 tháng 6, ông Biden thể hiện một cách ngập ngừng và gặp khó khăn khi trả lời một số câu hỏi. Việc này khiến các đảng viên Đảng dân chủ cảnh giác và thậm chí còn kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 theo The Hill. Tu trình án 25 của khiến pháp Mỹ kiểm soát việc kế nhiệm tổng thống, quy định phó tổng thống và phần lớn chính phủ có thể bỏ phiếu tuyên bố tổng thống không có năng lực thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của mình và giao cho phó tổng thống các nhiệm vụ của quyền tổng thống. Chưa bao giờ phó tổng thống và nội các Mỹ tuyên bố một tổng thống không có khả năng đảm nhiệm chức vụ, theo The Hill. Ông Johnson có phát biểu như trên sau khi hạ nghị sĩ Mỹ Chip Roy thuộc Đảng Cộng Hòa ngày 27 tháng 6 cho hay, ông sẽ đệ trình nghị quyết yêu cầu phó thủ tướng Mỹ Kamala Harris trợ tập nội các và tuyên bố ông Biden không thể thực hiện nhiệm vụ tổng thống của mình. Tuy nhiên, ông Johnson cho hay, thật không may, không phải Hạ viện mà chính nội các theo hiến pháp đưa ra quyết định đó. Trong khi đó, Phó Tổng thống Harris bảo vệ Tổng thống Biden ra cuộc tranh luận tối 27 tháng 6, cho thấy bà sẽ không ủng hộ một động thái như trên dù bà thừa nhận ông Biden có khởi đầu chậm chạp, theo The Hill. Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đã nhất trí tranh luận trực tiếp vào ngày 27 tháng 6. Đây sẽ là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm nay. Một số nhà phân tích tin rằng sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, có thể là một trong những yếu tố giúp các cử tri còn do dự đưa ra quyết định ủng hộ ứng viên nào. Cả ông Biden và ông Trump đều đang tích cực chuẩn bị cho cuộc so kè này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tập hợp các trợ lý đáng tin cậy trong tuần này và tuần tới tại trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống trên sườn núi, để chuẩn bị và thảo luận chuyên sâu trong nhiều ngày. Họ nghiền ngẫm các tài liệu tóm tắt, mài rũa các chiến thuật chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Các trợ lý đã biên soạn các tập tài liệu câu hỏi và câu trả lời về nhiều chủ đề khác nhau để Tổng thống nghiên cứu. Trong cuộc tranh luận 4 năm trước, ông Biden thậm chí được chuẩn bị trước câu trả lời chi tiết cho từng chủ đề cậu tránh văn phòng của tổng thống Biden John Klein, được cho là đóng vai trò dẫn dắt đội ngũ hỗ trợ tổng thống chuẩn bị tranh luận. trong khi đó ông Trump chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của một số ứng viên hàng đầu liên danh tranh cử phó tổng thống cũng như các thượng nghị sĩ, chuyên gia chính sách và các đồng minh bên ngoài. những tuần gần đây ông Trump đã tham gia khoảng chục cuộc họp riêng kiểu này. chủ đề của các cuộc họp bao gồm từ việc làm sắc nét thông điệp của ông về nền kinh tế, biên giới và tội phạm đến quan điểm của ông về phá thai, các cuộc chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine cũng như cách đối phó với những rắc rối pháp lý ở một khía cạnh nào đó các trợ lý của ông biden và ông trump mô tả các mục tiêu tương tự khi hướng tới cuộc tranh luận như tìm cách khắc họa đối thủ không phù hợp với vị trí lãnh đạo đất nước. Cả hai đội ngũ đã dành những tuần qua để điều chỉnh thông điệp của mình về nhiều vấn đề từ kinh tế đối ngoại cho đến khả năng tranh cử của đối thủ. Cả hai ứng viên cũng ít nhiều đều bị phân tâm bởi những yếu tố khác nhau, với ông Trump là các phiên tòa hình sự, với ông Biden là các chuyến công du nước ngoài kéo dài và rắc rối pháp lý của con trai Hunter. Tuy nhiên, những điểm tương đồng hầu hết chỉ dừng lại ở đó. Cách mỗi người chuẩn bị cho cuộc tranh luận cuối cùng là một mô hình thu nhỏ về sự sự khác biệt của họ với tư cách là ứng cử viên và họ sẽ bước vào cuộc tranh luận với những mục tiêu khác nhau Ông Trump đang nhằm mục đích đảm bảo với cử tri rằng ông có thể là một nhà lãnh đạo vững vàng và hiệu quả hơn người kế nhiệm, bất chấp các vấn đề pháp lý xoay quanh ông và cách tiếp cận chính trị gây chia rẽ sâu sắc. Một số công việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận của ông ít tập trung vào chính sách mà tập trung vào khung biện. Trước kia, ông Trump đã phải vật lộn với các cuộc tranh luận về chính sách. Thay vào đó, ông thích nói vòng vo và khai quát, đặc biệt khi không có máy nhắc chữ.